tháng hồi tháng 8 á, con đi xét nghiệm cái chỉ số tế bào ung thư là 9.2, hôm nay con đi thử lại thì nó xuống còn có 7.9 rồi bác. À, xin còn một câu hỏi khác ạ. À. Con xin kết nối với lại chị Mỹ Tiên ạ. Kính chào chị Mỹ Tiên, chị kết nối với bác Tài ạ. Chị cứ Dạ, nói với bác Tài. con chào bác Tài. Xin chào. Xin chào con Hào. Hôm nay con lên con báo bác Tài với con Hào tin vui. Con á là con bị ung thư buồng trứng các bác. Năm ngoái con đã phẫu thuật cấp cứu cắt rồi. Con đến với thuật dưỡng hiện đại mình nay là được đúng 1 tháng. Con ăn tuân thủ theo câu số 5 chứ không ăn câu số 3. Thì tháng 8 á, con đi xét nghiệm cái chỉ số tế bào ung thư là 9.2. Hôm nay con đi thử lại thì nó xuống còn có 7.9 rồi Thế đấy, Đây không cho là gầy, không cho gầy, nhớ không cho gầy. Hồi lúc con mới bắt đầu ăn thực dưỡng thì con 54,5 kg, hôm nay thì con mới cân là 48,5 kg. Được rồi, đẹp, tương đối Vậy đẹp. là giữ giữ vậy, con 1m50 đó bác, giữ vậy Dạ, luôn còn dư bác. ký. Dạ, còn dư ký chút đỉnh, chút xuống, Dạ. chút chữ ký nữa không sao. Dạ. Tức À, dư là ký. trong trong 1 tháng mà con xuống 3 kg rồi đó bác. Dạ, đủ rồi. Dạ, đủ rồi. Dạ, tháng này cố gắng giữ gìn cho xuống nữa, rồi tháng sau cho nó xuống ký. Dạ. Tháng sau cho nó xuống ký, tháng này được cho xuống nữa. Tất cả các loại rau trong cái câu số 5 thì con ăn xay tô giáp hết rồi. Con tính Phải, hỏi tôi phải. là Nhiều loại rau củ một ngày chứ không phải một loại mà sẽ xua. dạ đúng rồi. Đúng rồi. Con có thể thỉnh thoảng con thay đổi là cái hủ tiếu lứt hay phở lứt hay là nu lứt để thay đổi ăn sáng được không bác? Thứ được, mì số 3 cũng được, mì số 3 Dạ. được, đánh ăn bún trắng, đánh ăn bún trắng. Dạ Còn không, mấy bây giờ món cô mới, mấy cái món cô mới vừa nói nó được hết, nếu trừ trường hợp đó đau tim, cứ ăn vô mà thấy cái tim nó khó chịu, nó nhói, hay là cái tim nó cứ ngang ngang lồng ngực hơi tức ấy, thì lúc đó được ăn nữa, dù là bún gạo lứt cũng không ăn. Nếu cái tim đang thấy nó không chịu được, vì tôi không có xem mạch được, tại nào không biết cái tâm tiểu trường của cô như thế nào. dạ. À, nhớ không, anh vô thấy những người khó thở chút bệnh tim làm như nó nhói, mình ăn nhiều quá thì tóm lại nếu muốn tốt thì được ăn nhiều, ăn rải nó ra, ăn rải Dạ ra. đúng. Con luân phiên thỉnh thoảng thôi chứ con không có ăn được Dạ chứ được, mỗi dạ được, mà mà ăn con số 3 đi, mì số 3 rồi, thỉnh thoảng ok. con có nấu canh á, con bỏ cái tép riêu khoảng 1 muỗng cà phê con nấu canh, nhưng mà con không có ăn cái con tép, con ăn cái nước với rau thôi được không bác? Dạ thưa được, cái tép riêu nếu chúng ta không có khối u thì ăn được tép riêu. À, chúng ta ăn cũng như cái thịt thừa, nãy người đó có thịt thừa đầy người thì cấm ăn tép riêu, còn không thì tép riêu ăn rất là tốt. À, tự nhiên cái lượng nó không bằng cá, đâu, cá cơm sông, cá lóc, cá cơm sông nó tốt hơn nhé. Cá cơm sông trứng gà ta nó cũng giống như trứng gà công nghiệp vậy đó, trứng gà thường thì trứng gà ta mình nó tốt hơn nhiều. À, tốt hơn nhiều rồi, được. À, được. Cái trứng gà ta thì con lấy nửa cái lòng đỏ con đánh với lại chút xíu nước tương tamari xong con bỏ vô nồi cơm á, con hấp chút xíu rồi con ăn với củ cải nạo được ha ba. Không được, ăn sống chứ không ăn vậy. Xối qua nước sôi chút xíu thôi, để ngâm nước sôi trong một cái đựng đựng cho nó phỏng. Đừng lấy cái ly nó đứt. Lấy cái cây đốc ra cái nồi rồi xối miếng nước sôi để nó cho tầm 5-7 phút rồi lấy ra, chứ không được hấp lại rồi mới ăn. Đấy, rồi sau này quen rồi thì ăn sống luôn, không được hấp, không được gì hết trơn rồi. Lúc đầu thì xối qua nước sôi thôi, mình vừa sát trùng của nó mà vừa ăn nó. À, nó hơi nó mới vừa chín cái lòng trắng thôi, lòng đỏ nó còn còn sống nhanh này. Thì ăn đó là nó được rồi. À, cấm không có được hấp chín ăn, nó không còn tính năng của nó được nữa. Cái khối u của con thì cắt hết rồi mà bây dạ giờ dạ còn có cái nửa lòng sỏi đỏ thôi, bên đây thận với còn, cái bên đây sỏi mật. còn cái gì
Con còn cái sỏi thận với cái sỏi mật đó bác. Đây, được rồi, không không ăn rau sống nữa, ghi đi, ghi đi, cái Dạ. này tôi nói rồi đó quý vị, cái này tôi nói kỹ rồi đó quý vị, cái gì đấy là tôi lại lặp lại nữa, tôi nói rất là kỹ cái này rồi đó, mà tôi nói sơ lại tôi nghe rõ anh Công Hầu. Rồi Dạ. cái thứ nhất là đắp nước gừng, đắp nước gừng và đắp cao cái sọ sau lưng, và đắp nước gừng và cao cái sọ lên cái chỗ mà cái mật đó, cái chỗ cái gan đó, cô khỏe rồi, cô mấy cái bệnh kia ung thư rồi cô giảm hết rồi, tốt đẹp, tiếp tiếp nữa đi cho nó biến mất hoàn toàn. Thì nếu chúng ta cô tiếp tục vậy thì không có tầm soát ra tế bào ung thư nữa, không còn nữa, biết bao nhiêu người biết mất hết. À, nhưng mà dù sao chúng ta cũng nhờ Tây y đúng không, nhờ Tây y đã cứu mạng và giải phẫu chúng ta rồi mới còn sống tới ngày nay, mới gặp được thực dưỡng. À, thì chúng ta cảm ơn hết sức là đi học Thái Tây. Rồi rồi tiếp tục nữa nè, trứng tương vậy rồi ha, trứng tương vậy được rồi, ăn trứng tương được rồi. Ừ, ăn trứng tương ít thôi ha, mà cái có e dè ta chúng ăn nửa trứng thôi, và nếu được ăn một chút xíu nước tương, nếu áp huyết cô mà dưới 10 thì cho vô nửa muỗng cà phê nha, tới một muỗng cà phê nước tương, nếu áp trên 10, từ 10 cho tới 13 đấy, thì cô cho vô tôi nửa muỗng tamari hoặc là 1/3 muỗng tamari thôi, 1/3 muỗng cà phê tức là khoảng chừng 2 ml đó, khoảng đó thôi nha. Rồi nếu mà huyết áp thấp thì cho vô 5 ml luôn, là một muỗng cà phê nha, nha. Huyết áp dưới 10 nha, một muỗng được cho nó khỏe người. Rồi còn những gì nữa, cô còn cái gì nói nữa, cô còn hỏi cái gì nữa? Cháu yếu mạch đâu là À, con sạn đây là cái. khoan thôi, sạn tôi nói rồi, tôi muốn nói lại thôi, tôi muốn nói lại, uống nước xịt tiểu đậu Dạ. rồi, rồi. Hoặc là ăn xịt tiểu đậu rồi, hỏi cái câu hỏi cách làm đó ha. Rồi xong xuôi rồi liên tục cho tôi như vậy 5-7 ngày, uống cho tôi 2 ngày ngò gai đóng với ngò rí, rồi rồi uống cho tôi tiếp tục vậy, tôi một tuần lễ xích cho đầu với một ngón tay. Hỏi anh Công Hầu nghe cái cách nấu uống đó, tôi đã nói nhiều lắm rồi, xong sắc đặc lại uống, như vậy là không phải đổ nước vô mà nó chưa có gì, sắc cho đặc lấy cái nước đắng mà uống. Rồi uống vậy cho tôi rồi cái bắt đầu ăn cho tôi trong 3 ngày, dù tôi là cơm đậu nước rang, cơm đậu nước rang mở ngoặc thủy phi, rồi lại tiếp tục uống nước xích chủ động với cổ tay, rồi uống cho tôi cái viên phục hồi sinh lực, cấm ăn rau sống, cấm ăn những cái loại chua chua như là giấm, như là chanh, mơ muối thì được nha, mơ muối không sao, mơ muối nó có muối rồi. À, giấm chanh sống trái cây, nếu ăn cho một chút trái cây hay là uống vitamin C thì không đời nào nó sạn nữa ra. Rồi đó ra uống cho tôi AGE đi, viên phục hồi sinh lực đó, uống đi, uống cho tôi liên tục ít nhất là trong 3 tới 4 tuần lễ, ra thuốc hết, ra thuốc hết cái gì đó đó. Rồi đó, những cách đó tôi nói hết rồi đó, rồi sợ anh Công Hầu cái chi tiết Dạ, con đó. đang uống imum á, được không bác? Uống cho tôi phục hồi sinh lực cho mình mong muốn được, nhưng mà kèm với phục hồi sinh lực đi, uống cho hồi sinh 2 viên, bởi vì cô cũng đỡ rồi đó, cô lo cái bệnh cái mâm thì nó sẽ chống làm giảm tế bào ung thư đi, nhưng mà cái phục hồi sinh lực thì nó làm giúp cho cái sạn nó ra nhanh hơn, cô có thể cô giảm cái mâm được rồi thì giảm một chút thôi, rồi uống thêm 2 viên phục hồi sinh lực AGE đó. Dạ. À, hết ra thuốc cái gì, ra thuốc, ra thuốc, à, ra thuốc, ra thuốc luôn luôn á, lạ lắm cái gì, không thi như vậy đi mổ đi rồi là nó rớt xuống niệu quản là sưng luôn rồi, nó ở trong không ở trong cái đài thận mà nó rớt xuống nó bích cái người sưng hết lên liền gì. Ăn ăn cho tôi thêm tiếp một chút, bị nếu huyết áp nó thấp thì muốn cho nhanh đó tôi làm lại, nếu huyết áp nó thấp mà muốn cho cái ra nó ra nhanh, nó mềm ra đó, nó mềm bột như bún đó, thì ăn thêm được một chút tất cả nó ra nó mềm theo vậy, mới ngộ vậy đó. Lạ thế, nó cứng như đá vậy đó, bởi vì ăn thời gian nó mềm theo, nó ra đau lắm cái gì, lúc nó ra cũng đau lắm, còn không thì nếu nó mòn lần lần thì đỡ kia, nó mòn từ chút từ chút, nó có 2-3 loại loại sản nó gì ha, nó mòn từ từ nó xuống thì cho mình mừng lắm. À, hết như vậy ha, nhớ nó ăn đi, đừng để cho nó lớn quá bắt buộc phải đi giải phẫu á, hay là phải đi tán sản á, mệt lắm. Dạ. Ừ, Con đấy em nha, trái cây, trái cây đồ chua không ăn hết. có ăn thêm tép ca, mới mua tép À, ca. thêm tất ca được nha, thêm tất ca vì cô có khối u đó, không ăn muối mè, thế sợ hồi xưa mình có cái tiền sử có khối u thành ra được ăn muối mè, ăn với tất ca mềm hết, tất cả những vi sản nó mềm lạ lắm, cái gì tôi có giữ được một số tôi không nói láo đâu, gì mà ai có người hỏi anh Hậu Hậu đi có kinh nghiệm về cái sản thận họ ra thuốc cái gì ra thuốc. À, hay vậy đó.
Trời, không có chua chát lắm đó quý vị. Chua chát lắm á. Quý vị phải mổ rồi quý vị tán sợi đủ thứ các cái. Ăn đi, đừng ăn chua nữa, đừng ăn chua nữa. Đừng uống vitamin C nữa. Đối với người mà có tiền sử về về sạn thì nhớ cấm tuyệt đối không được nên vitamin C nhiều nữa. Nhờ cái vi tiền vitamin C như vậy chúng ta thiếu vitamin C làm sao? Thì chúng ta nhờ cái tiền vitamin C nó nằm trong cái mơ muối, nó nằm trong chanh muối, nó có cái một loại nó gọi là tiền vitamin C. Nó vô cơ thể này, cái cơ thể biến thành vitamin C của cơ thể. Đâu có gì ha. Không gì bạn C là cái gì dính đó, dính sạn, uống bia cái gì à, cũng dính đó. Uống bia cái chừng dính sạn nặng nhiều quá. Bia rồi thịt, rượu, cá nữa hay là dính. Rồi, xin câu hỏi tiếp hoặc là cho câu hỏi khác. Dạ bác coi lại cái lưỡi giúp con hôm nay có nó có trò bác nói nó còn được Đừng, rồi đừng nhớ là đừng có ăn cái gì có chất đường nữa nha, đừng ăn chất đường sạch rồi tôi nói sạch đó, đừng uống nước gạo rang, đừng ăn bánh mì nha, đừng uống nước gạo rang, đừng ăn bánh mì tức rồi bắt buộc nghĩa là sau khi khám rồi không có còn một chút xíu nào mà tế bào ung thư nữa là chúng ta mới yên tâm nha. Như vậy cũng mừng lắm rồi cái gì, rất là tốt đẹp rồi, mừng lắm nha. Rồi rồi đáng con ha, nhớ như lời đó rồi tùy tới gửi cho gửi câu hỏi cho tôi nữa.